Chào anh em, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video về nói về cái vị tướng Mina. Thì như chúng ta đã biết, Mina là một cái tướng gần như là không phải mất một cái chi phí nào, chỉ mất cái chút ruby là chúng ta có thể lấy được tướng Mina rồi. Cho nên nhiều anh chị, nhiều người có lẽ là cũng thích xài Mina lắm. Tuy nhiên là những cái mùa gần đây thì Mina cũng xài rất là nhiều. Thế thì phân tích thêm, Mina là một vị tướng đỡ đòn, chính hạng, chính cống. Thì, Mina thì thiên về mặt khống chế và chống chịu cho đồng đội. Thì đội bạn thì gồm có, để phân tích đội bạn nhé. Đội bạn có Scud này, Maga, VZ, Dylan. Nói chung là đội bạn thì cũng thiên về áp sát nhiều, áp sát, nhưng mà đội bàn thì lại không có khả năng khống chế nhiều, đội bàn là khống chế không cao, không khống chế nhưng mà làm toán làm chậm các bạn, đội bàn là chính để làm toán làm chậm. Vừa rồi thì mình cũng đã làm cho đội bạn không ăn được cái con kíp. Mina thì tăng chiêu 2 trước và cuối cùng thì tăng mắc chiêu 1. Mina là một trong những chiến cần sử dụng cái chiêu cuối một cách thuần thục. Chiêu cuối chiêu 2 một cách thuần thục, bởi vì là cái tung chiêu đúng thời điểm. Thì thường thì Mina mà sau khi tung chiêu cuối thì thường rút ra ngoài các bạn. Còn nếu Mina mà tung chiêu cuối xong rồi đánh cái đồng đội hết mà không rút là cũng chết. Tại vì khi mà tung chiêu cuối thì Mina hầu như là hút đam của đội bạn đánh vào cho Mina. Anh em ta phải cẩn thận anh em ơi. Có lẽ mình đang quay video cho nên mà anh em thì chắc là không dùng ký hiệu. Đối với của Mina thì mình sẽ ưu tiên lên huân chương hải thần giáp phép. Hiện tại đây bạn của Quillen là một trong những đối thủ ẩn hiểm rất là tốt. Người họ có nói tại sao đi với Quillen các thứ dùng cái nhẫn, nhưng mà thực sự mình là cái nhẫn nó chỉ có tác dụng đối với một người thôi, còn riêng cái huân chương hải thần này thì nó có tác dụng đối với cả đồng đội. Do đó mà mình lên cái huân chương này, butterfly của mình là lên đây. Tung chút cuối để khống chế lại, nhưng mà anh kia lên anh sổng chuông chạy nhanh quá. Tiếp theo lại bắt cái cút này anh em, cái cút khả năng là không thoát được rồi. Đối với một cái trận đấu thì cái quan trọng nhất là mình là đường mid các bạn. Mid là một trong những cái đường phải biết ganh đi lan thì hợp lý để hỗ trợ cho đồng đội đi rừng đi ganh. Bây giờ đội bạn có cái gì ở đây? Thực tế mình cũng đang quan ngại cái chuyện này. Như đội bàn có ai AFK hay sao nhỉ? Và một đám duy nhất thì chính xác là chúng một đám của Vera thì mà ra không có bị như đội bàn này có mấy người AFK rồi đấy. Destroyed a tower. Great
đây, nhít đây. Chủ chả em bút tơ fly siêu việt rồi. Shut down. Sao thì chết mất rồi. Nhưng bạn đánh đánh như thế nào nhỉ? You have defeated an enemy. Your team has destroyed a tower. Mercy. Your team has destroyed a tower. Theo cái đường cũ bên này, dùng ngay cái phim điện thoại chẳng hạn. Không sợ gì. Khi đánh thì thương nó phải thực tế là đôi bàn không có một cơ sở nào để chạy được. Khi mà Mina đã ngoắc ra thì đồng đội là người làm nhiệm vụ cuối cùng để xử lý xong mình lại bá đạo nha. Thôi đổi bản đầu hàng đi chứ đánh cái gì nhỉ. Bá đạo người tiên thuyết đây. Your team has destroyed a tower. Nó bị bạn nó đánh cái này thiếu người sao á. Cái gì mà đưa để mình ăn hết những tên tỏi mạng mà. Destroy power. Mình theo thì mình đã hạ gục được một mạng thì mình phải về thôi. An enemy has been defeated. Sức sống nào nữa. Và khả năng là chết trong một cái thất bại trong một cái thời gian ít phút nữa thôi các bạn. Nhắc luôn đấy, đồ của Mina thì chủ yếu lên đồ thủ. Mình sắp sửa lên một cái áo. Lên chiêu 2 trước chiêu 1. Chơi Vera thì mình nhắc luôn á, Vera mà ở cái phim mùa này đánh cũng rất là bá các bạn. Nhưng mà mình cũng phải có hỗ trợ thì Mina Vera đánh mới tốt. Hiện tại thì đội bạn thôi, không chơi nữa, cái gì mà chắc cũng gắn được rồi. Anh Quy Len khi mình phát hiện thấy mà thấy một cái dấu trắng trắng nó đỏ là mình phát hiện thấy dấu trắng trắng nó đỏ là mình ngoắc lại là không cài được. Để rồi bạn gần như là xuống sụp hoàn toàn. Nhưng mà trong mình ngoắc cái ra không được nè. Trận đấu kết thúc ở đây quá nhanh gọn các bạn. Quá nhanh gọn. Và chắc chắn là Vega là người top rồi.
các bạn đã xem nhé.